Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin lành cho người Việt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học với chủ đề đó là giàu có vô hạn qua câu gốc Philip chương 4 câu 19. Lời Chúa chép rằng: Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Amen. Khi viết thơ từ trong tù cho các tín hữu ở Philip, sứ đồ Phaolô tiết lộ rằng ông đã học được bí quyết để thỏa lòng bất kể hoàn cảnh nào, vì sự thành tín của Đức Chúa Trời và lòng rộng rãi của người Philip, nhu cầu của Phaolô đã được đáp ứng, ngay cả khi ở trong tù. Ông nói tiếp, Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong đấng quyết giê -xu. Amen. Thật là một viễn cảnh đáng kinh ngạc khi bị gian cầm, nơi Phaolô được đặt để truyền bá lẽ thật về Chúa giê -xu. Đức Chúa Trời đã ban cho Phaolô sự bình an, bạn bè của ông đã gửi sự tiếp trợ đến và niềm vui của Phaolô là điều hiển nhiên không chút xấu hổ bất chấp hoàn cảnh của ông trong nhà tù. Lô biết rằng chính Đức Chúa Trời đang chăm sóc Phaolô cũng sẽ chăm sóc bạn bè của ông. Ông biết rằng vì Chúa Rê-xu đã mở sẵn con đường nên họ có thể bước vào được các kho trên trời. Ông biết rằng vì tính cách rộng rãi của Đức Chúa Trời họ được bao phủ trong ân điển của Ngài. Bạn có bao giờ nghĩ đến một kho báu giàu có mà Đức Chúa Trời có không? Và đó không chỉ là những gì Ngài đang sở hữu mà còn là ngài là ai? Sự giàu có vinh quang, tài nguyên vô tận và cả những phẩm chất hữu hình lẫn vô hình của Đức Chúa trời là vô hạn, không đáy, vô biên và vô tận. Hãy suy nghĩ về điều đó trong một thời điểm. Điều tuyệt vời là ngài đã ban cho chúng ta quyền tiếp cận trong sự nhân từ của ngài. Đức Chúa trời tô điểm bằng mâm xôi và chó con trong sự sáng chói của ngài. Ngài đã tạo ra con mắt con người và treo trái đất trên hư không bằng sự sáng tạo của mình. Ngài đã làm ra những con cá mập đầu búa và những con đom đóm lấp lánh. Bằng quyền năng của Ngài, Ngài đã thiết kế các thiên hà mà ngay cả những nhà khoa học thông minh nhất cũng mới khám phá ra. Cũng chính Đức Chúa Trời quan tâm đến sự sáng tạo của Ngài cũng sẽ tiếp trợ cho bạn. Khi trở thành con cái của Ngài, chúng ta được ban cho chìa khóa của sự giàu có đời đời, của cải không hề hư hỏng và các đặc tính của Thánh Linh Ngài, tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu và tiết độ. Bạn có cần bình an, bạn có một Đức Chúa Trời mang lại sự bình an. Bạn có nhu cầu, bạn có một Đức Chúa Trời cung ứng nhu cầu. Bạn có cần nghỉ ngơi không, bạn có một Đức Chúa Trời ra thêm sự nghỉ ngơi. Những cách mà Đức Chúa Trời tỏ mình theo đúng nghĩa đen là vô số kể và tất cả là vì sự giàu có, vinh quang vô hạn của Ngài. Amen. Xin mời chúng ta cùng nhau suy ngẫm. Hôm nay bạn cần Đức Chúa Trời đáp ứng những nhu cầu của bạn ở đâu? Một, tôi cần thay đổi cách tiếp cận vấn đề tài chính của mình. Hai, tôi cần Đức Chúa Trời thay thế sự lo lắng của tôi bằng sự bình an. Ba, tôi cần Đức Chúa Trời chỉ cho tôi cách thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Amen. Xin mời chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy cha là Đức Chúa Trời, Ngài đã đáp ứng nhu cầu lớn nhất của chúng con khi ngài sai con của ngài đến để giải cứu chúng con khỏi sự xa cách đời đời với ngài, cảm tạ ngài, chúng con không bao giờ muốn xem ân huệ của ngài là điều hiển nhiên, vì vậy hôm nay xin hãy dạy chúng con thành thật đến trước mặt ngài và tin cậy ngài với nhu cầu của chúng con, nhân danh Chúa Jesus. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bài học Kinh Thánh ngày hôm nay và đừng quên chia sẻ kênh tin lành cho nhiều người biết đến tình yêu thương của Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị và các bạn.